Ok anh em, do video lần trước mình đã giới thiệu và so sánh cho anh em về con iPad Air 2 này với con iPad mini và con nào đáng mua hơn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái cấu hình của nó khi chơi game nó sẽ như thế nào và nó có mượt không, để có đáng giá bằng cái video lần trước mình đã giới thiệu và cho anh em được biết nhá. Và hôm nay mình sẽ chơi thử con game là Free Fire cho anh em xem luôn nhá. Và với con game Free Fire này thì nó có thể chơi ở máy trung bình và máy cao cũng có thể chơi được, và máy thấp thì cũng có thể chơi được, nhưng với đồ họa thì khá là thấp luôn. Với con game này thì con máy này có thể để lên đồ họa được trung bình nhá, và anh em có thể chơi thoải mái mượt mà luôn. Đây anh em nhìn chưa, đi rất là mượt này, không có vấn đề dấu hiệu vì về cái dấu hiệu gọi là giật lắc hay là sao cả. Âm thanh thì sống động 3D luôn đó, và nó rất là đáng giá với cái video lần trước của mình, và nó rất phù hợp cho các bạn nào đang muốn chơi game mà hay là xem video với chất lượng 1080 hay là sao đó, ví dụ như thiết kế đồ họa 3D chẳng hạn, hay là Excel, PowerPoint các thứ. Ở trên App Store có một vài cái app có thể giúp cho anh em văn phòng hay là có thể giải trí cho anh em sau một giờ làm việc khá là căng thẳng anh em nhá. Đây ok, mình sẽ test cho anh em xem luôn. Và trước khi vào cái trận này thì mình sẽ thông báo trước với anh em là Di Động World.com bọn mình có hỗ trợ anh em về bên sản phẩm nhá. Và ngoài ra thì anh em liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ rõ ràng hơn. Và ngoài ra thì bên mình có ship code toàn quốc cho anh em nhá, mọi nơi trên vùng miền Tổ quốc thôi. Ok anh em, và trước khi vào game thì nó rất là mượt luôn. Và chúng ta liệu xem thử xem cái cấu hình của nó khi mà xuống cái khu vực gọi là đồng bằng hay các khu vực cần loát địa hình cao, ví dụ như cây cỏ các thứ, xem nó có bị giật không nhá. Và hiện tại mình vẫn chưa thấy là nó bị giật hay chưa. Đó. Anh em thấy này, đó. Chơi rất là mượt luôn. Ngoài ra thì anh em có thể thấy là khi nhảy xuống ấy thì nhân vật của mình có thể đẩy lên, nói chung là đi lại mượt mà không có dấu hiệu gọi là giật lắc hay gì cả. Chơi như thế này anh em có thể thấy là chất lượng phải bằng con iPhone X rồi. Đó. Ok anh em, và chúng ta nhặt được một bình máu này. Lại có thêm đạn của M4 rồi. Đây chúng ta có một thằng thanh niên này. Thanh niên cuối cùng đã chạy lên trên nhà. Ok cho anh niên chạy luôn. Anh niên cố gắng nhặt súng đi. Ok chạy đi nào. Đó chạy đi bé. Tại sao bé không chạy? Tại sao bé không chạy đúng không? Ok, let's go baby. Và nói sơ qua của con game này thì với cấu hình của nó thì cũng thuộc cái dạng tầm trung và máy nào cũng chơi được. Nhưng mà với con iPad này, iPad E2 này có thể chơi được cái cấu hình của nó, nói chung là anh em thể thấy đấy, thì nó đẩy lên được cấu hình trung bình và anh em có thể chơi một cách rất là mượt mà, không có dấu hiệu gọi là bị giật nắc hay gì cả. Hình như game này dạo này hình như cũng có máy hay sao đấy, thì những anh em rank thấp thì chắc chắn sẽ phải gặp máy rồi, vì không thể gặp những thằng cao được, vào trận mà bị chết luôn thì sao ạ, ai dám chơi nữa đúng không. Ok mình sẽ đổi sang một khẩu súng MG có số trữ lượng đạn nó nhiều hơn, chơi nó sẽ thích hơn nhá. Hiện tại là mình đang đi kiếm một cái mũ, cái giáp đầu, mình chưa có một cái giáp nào cả. Cái tưởng cái xe đang chạy cơ, nhưng mà không phải. Đó, nhảy xuống rất là mượt luôn anh em ạ. Chơi game thế này mà anh em có một bộ skin tuyệt vời thì vào trong đây thì nó có thể phát huy được chức năng của nó rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn chưa? Tuyệt vời đúng không? Chơi game như này còn gì bằng nữa. À, mình có chưa tải cho anh em được, test thử cho anh em được con PUBG. Bên con PUBG hiện tại là con game nó rất là nổi. Và trong video lần tới anh em nhớ đón chờ nhé, mình sẽ test cho anh em con PUBG chơi nó rất là phê luôn đấy. Anh em đừng bỏ lỡ một cái video nào của mình cả. Ok. Và nếu như anh em thấy hay thì có thể share ngay lập tức video của bọn mình, để có thể mình có thể có thêm động lực để làm những video khác tốt hơn anh em nhé. Và video của mình đến đây thì mình đã test cho anh em xem được một số chức năng, và ngoài ra thì chơi game với cấu hình khá là mượt, giúp cho anh em trải nghiệm game rất là tốt luôn, không về bàn cãi về vấn đề game cùng các thứ là chơi không mượt hay gì cả.
À mình đang bán cái khẩu gọi là khẩu súng MG. Quả đấy mình cầm cây K là thôi rồi, thằng đấy xác định luôn rồi, không phải nói. Auto chết rồi. Bên kia mình thấy có người kìa, đang bắn nhau kìa. À vậy là có hai thằng lận. Hai thằng này chơi team up à? Sao mà chạy kinh thế? À nó thấy mình rồi. Thấy mình rồi mà nó đang bắn mình rồi. Đó, một mạng. Anh em ạ, khi chơi với con iPad Air 2 này thì anh em có thể thấy là ăn mạng boot kill quá là ghê luôn. Khả năng bot kill của anh em rất là sướng này. Headshot này. Đấy. Đôi mạng rồi. Hình như có thằng nào bắn mình là hướng nào vậy? À mình thấy nó rồi. Headshot luôn này. Đó, xong luôn. Hiện tại mình đang muốn tìm một nốt cái thằng kia. Thằng kia hình như hiện tại đang ở trên đầu mình, trên cái ngọn đồi trên kia. Và anh em có thấy đồ họa có lói của nó là nên được chất lượng colorful nhá. Colorful tức là cái mức đồ họa rất là tuyệt vời rồi. Anh em chơi game mà đồ họa đẹp này, xong cấu hình này còn cao, chơi thì còn mượt. Còn cái gì hơn nữa anh em? Quất ngay cho mình con iPad E2 này thôi nhá, anh em nhá. Và bên mình thì có hỗ trợ cho anh em nào mà muốn có ý định bán cửa hàng hay các thứ thì có thể liên hệ với mình với mức giá cực kỳ là yêu thương luôn. Với mức giá cực kỳ yêu thương anh em nhá. Hai bên đều bắn thế này, biết bắn ở đâu bây giờ? Hiện tại mình chưa thấy cái thằng kia đang bắn mình ở đâu. À thấy rồi. Ôi, có thể hết sọt nó luôn này. Chết rồi, nhầm rồi. Hết sọt luôn, hay quá. Ok, và mình đang sắp hết đạn rồi. Chạy à mày, túi. Còn thằng nữa, mình vừa thấy một thằng nữa thì phải. Nó vừa bắn mình luôn đấy. Đây rồi. Đây rồi, thấy nó rồi. Táp thôi, đừng xa bắn táp thôi, đừng có sấy. Sấy nó sẽ bị giật đấy. Anh em có thể thấy là từ nãy giờ mình chơi cấu hình rất là mượt và không có tình trạng mình bị nóng hay là rát bỏng tay gì cả. Anh em chơi rất là mượt luôn nhá anh em nhá. Liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên mình để có thể được nhận được hỗ trợ trực tiếp từ mình. Ngoài ra thì anh em nào có số lượng mua nhiều thì có thể liên hệ với mình nhá. Đó anh em thấy chưa? Chơi rất là mượt luôn. Anh em nào mà có thêm cả thú cưng này, xong rồi bộ đồ còn bốc lửa nữa là thôi rồi. Và trong đây gọi là cấu hình nó đẩy lên thì rất là phê luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy nhá, chơi rất là mượt này. Hôm nay mình sẽ chơi nguyên một bộ luôn, nguyên một trận luôn. Mình trận này chắc chắn mình sẽ đạt được top 1 cho anh em xem rồi. Đó, anh em nhìn chưa? Đó, anh em thể chọn đồ đây này. Bên kia thì vùng đấy là có bom zone. Bom zone thì chắc bên đấy chắc chắn sẽ có người rồi. Chúng ta sẽ chạy qua bên kia check đồ thằng kia xem có đồ gì nào. Nếu giờ những có những quả lấm hay là lấm để có tăng lực lên thì mình có thể có lượng máu trâu chó khoảng 200 máu luôn. Không có luôn. Ok, ba lô 3, nòng súng nòng 2 và rất là nhiều đạn. Đó. Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ chạy này, bắt đầu mình sẽ nọc vỡ đồ ra để cho đỡ chật kho đồ của mình. Anh em nhìn chơi rất là mượt nhá anh em nhá, không có tình trạng bị giật nắc luôn. Đồ họa thì full HD 1080, chạy rất là mượt, quay xung quanh các thứ này anh em có thể biết là nó mượt như mức nào rồi. Đó anh em thấy chưa, bán level 1 này các thứ này. Đó anh em nhìn này, chơi đồ họa còn color full luôn đó, thì còn cái gì bằng được nữa à? Anh em thử nghĩ xem, giờ bỏ ra một mức giá rất là yêu thương mà anh em có thể lấy được một con iPad chơi game mượt mà như thế này. Ngoài ra thì PUBG mình sẽ thử trong một video kế tiếp anh em nhé. Ok đi nào. Khu này có bom zone mà tại sao lại không thấy người ta? Còn mấy năm mạng nữa mà sao cái khu vực bom mà nó rộng như thế này biết tìm đâu? Biết tìm em ở đâu? Đây rồi. Vừa mới nói xong, đã nhìn thấy em rồi. Giữa dòng đời tấp nập ta vô tình ta chạm vào người nhau. Úi dồi ôi, 50 máu. Úi dồi ôi, nó lại né kìa. Thằng nữa bắn mình thề luôn, có thằng nó bắn né mình ạ. Từ bố xử ở bên trên kia đã, từ tí bố ăn rồi sau. Tuổi. Còn thằng nữa đâu rồi? Rồi mình sẽ chạy ở đây, mình sẽ xử lý thằng bên kia trước. Vì nó vừa dám bắn mình, nó náo thật đấy. Đây rồi.
Đó, chết ngay. Anh em nhìn chưa? Và chơi với con máy mượt mà và không có một chút gọi là giật lắc hay là chuyển đổi khung hình hay là loát map hay các thứ các kiểu thì có thể thấy là con game này chơi rất là mượt rồi. Cộng với cả con cấu hình của iPad Air 2 này thì không chê vào đâu được anh em ạ. Hiện tại mình đang ở trong cái vùng của đây rồi, mình có thể thấy được, phát hiện được đây kìa. Phát hiện một thanh niên ở đó đang ở bên kia kìa. Thì mình cần nhặt thêm một số lượng máu hay cũng như là một lượng đạn phù hợp để mình có thể solo được với thanh niên đấy. Đây giáp ba rồi. Ê, 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 thanh niên nằm à? Thanh niên đâu vậy? Rồi, ok. Ok, mình sẽ đáp quả bom lên trên. Ủa, hai thanh niên kia đâu? Mà sao lại bắn nhau mà không thấy đâu nhỉ? Ở đây rồi, thấy rồi, thấy 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 không? Thấy thanh niên kia rồi. Đó, thấy rồi nha. Chạy đi đâu được nữa? À, đứng hồi máu à? Đứng hồi máu này, headshot luôn. Tuổi. Đứng đây hồi máu nữa chứ. Ra kia mình sẽ xong xem được cái thính có những cái gì mà mình sẽ mua. Hay là nói chung là mình sẽ nhặt. Đấy. Hàng free mà tội gì anh em không nhặt đúng không? Ồ, cái thính hình như nó đang rơi ở bên trên cái ngọn cây thì phải. Ghê bị lỗi rồi anh em ạ. À, do mình nhầm, không phải cái thính bị rơi trên ngọn cây mà nó đang rơi ở bên kia. Và xét qua xét lại cho thấy thì qua cái video mà mình đã giới thiệu về cái con iPad Air 2 này so với những con iPad mini khác thì với bản wifi thì dùng rất là mượt. Chơi game cũng là mượt mà luôn. Khỏi chê nhá anh em nhá. Rồi anh em có thể thấy đây có bộ nâng cấp giáp này. Dùng luôn nhá. Ok. Và bên này mình đã thấy là có một cái hòm thính. Thì không biết có thanh niên nào đang canh thính không ta. Hỏi thứ xem nào có ai đấy không hả? Ok. Và hiện tại mình đang có khẩu Dracula. Khẩu này không biết là khẩu gì đây. À, một khẩu súng sniper. Bắn đạn rất là mượt. Đạn nói chung là mượt, không phải là mượt mà là do nó bắn nên gây đam rất là cao. Thế nên là cái việc mà nó mình sẽ ngồi ở đây rồi đợi những thanh niên nào đến đây để có thể nhặt thính hay gì đấy, mình sẽ ăn nó luôn. Hiện tại mình thấy cái phòng kia nó báo trước cho mình là có bò vào trong khu vực này thì mình có thể thấy là như vậy. Và mình ngồi đây mình sẽ ke ke xem có thanh niên nào không. Thanh niên ở ngoài kia không á? Đi nào ngoài kia thì nhớ nó cái đầu ra nha, nó nhớ nó cái đầu ra để anh em còn biết nhiều đường mà solo. Ok, hiện tại là mình chưa thấy gì cả. Đó, em được thấy. À, mình đã thấy một thằng rồi kìa. Chạy đi đâu hả mày? Chạy đi đâu hả mày? Thằng kia mày dám chạy đi đâu hả? Con Free Fire này được cái hay là sau khi bạn bắn một người ấy thì nó sẽ hiện lên cái khu vực mà có người đang bắn nhau. Thì là rất là tiện lợi cho anh em thay vì cái việc mà nghe tiếng chân ở trong PUBG. Bên này có rất là nhiều những cái cáp treo có thể cho anh em băng dù vượt vượt sông vượt núi rất là dễ dàng thay vì cái việc mà anh em có thể chạy bò một cách rất là mệt đó. Anh em có thể thấy con game này với áp dụng cái khẩu súng thính, khẩu này không biết là khẩu gì đây, Dragunov, súng trường đạn tích hợp bắn tầm xa đó, anh em có thể thấy không? Mà mình sờ thân máy thì không có một chút nào gọi là phát sinh nhiệt luôn nhá. Mát như ngăn đá tủ lạnh luôn này. Đó, anh em thấy chưa? Chơi mượt mà không có gì gọi là bị nóng máy hay là bị giật cả. Và nếu như có tình trạng nóng máy thì nó có thể hiện lên trước mặt anh em đây, tức là nó bị rơi vào cái tình trạng là bị giật và giảm FPS. Thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Ok anh em, và mình đang tìm mà ke xem có một thằng nào không. Thì trận này chắc chắn mình sẽ giành được top 1 rồi. Chắc chắn mình hứa một điều với anh em luôn là vậy nhá. Ok, vậy còn 4 thằng. 4 thằng trong đó mình là một thằng và còn lại 3 thằng né nữa. Mình cần tìm được vị trí của nó và có thể find the location. Mình nghĩ là bên kia này, khu nhà bên kia là chắc chắn luôn này. Đó, khu nhà bên đấy là mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có người luôn. Vì bên đấy là vừa có thính rơi.
mình sẽ chạy sang bên này, mình sẽ chạy sát sát mỉa bò thôi để có thể bao gồm bao quát được tất cả mọi thứ. Rồi mình sẽ đứng ở ngay góc này, mình ngồi xuống mình quay em xem. Đó anh em, nguyên tắc thứ nhất khi sinh tồn ấy, khi mà anh em chơi game chạy bò hay là game sinh tồn thì lúc nào anh em cũng phải lượng máu đầy đủ, bao giờ mức máu dưới không thì bạn mới chết nhá. Thì lúc máu còn một máu bạn vẫn sống và bạn vẫn có thể solo được. Game sinh tồn nó cũng vậy thôi, PUBG thì cũng vậy. PUBG thì thiên về cái sự khả năng nhanh nhạy của anh em, còn game này thì thiên cũng thiên về khả năng nhanh nhạy nhưng mà một cái tầm khác anh em nhá. Khẩu súng mình nhặt ở súng thính này hiện tại là chỉ có súng hiện tại mình đang nhặt súng tính này. Đây, mình có thể thấy là mình có thể bật loa lên vì bò cuối rồi. Mình cần phải nghe rõ được cái tiếng bước chân của những từng người đang đi. Hiện tại kia mình thấy có cây lấm này. Ô, bên này quả bom hay nói là quả thính. Trái Apple. Mình đang sử dụng con đứa con tinh thần của Apple nhá. iPad Air 2 phiên bản 2014. Ra mắt vào tháng 10 2014. Trong video lần trước mình đã có nói chi tiết về con iPad Air 2 và cũng như con iPad mini 3 và 2 rồi nhá anh em nhá. Ngoài ra thì những con iPad mini phù hợp với anh em và rất phù hợp với giá tiền của anh em nếu mà anh em có thể mua và chơi game, ví dụ như những con game bình thường như PUBG. PUBG thì đồ họa mình thấy là con đấy chơi cũng được và cũng khá là mượt. Ngoài ra thì cái việc mà nó sử dụng cái mức cấu hình hay là mức pin của nó thì không trâu vào con này đâu. Con iPad Air 2 này mình bao đảm bảo với anh em luôn là cái lượng pin mà nó sử dụng thì khá là ít và cái thời gian sử dụng của nó thì rất là lâu. Và mình đã nghe thấy một thanh niên nào đó đang ở gần mình rồi. Ok, thanh niên kia chạy đâu ta? Tìm mãi không thấy nó ta. Bắn này yếu rồi còn là do mình cần đám một thanh niên để có thể cho mình shot một cái. Vậy nào, mình phải đi ra ngoài bò rồi, đứng cạnh cái phòng tính này đi, me xem nó đâu rồi. À đây rồi, thấy nó rồi. Đã thi đâu anh em? Đã thi này. Đó, end game. Booyah. Và mình đã đạt được top 1 sau khoảng thời gian khoảng tầm 20 phút thôi với con iPad E2 này. Mình đã win rồi. Chơi rất là sướng anh em. Khi mà anh em để loa ấy thì bên ngoài con loa nó rung lên, cái tiếng bát của nó làm cho tay anh em có thể rung. Cảm giác như anh em đang chơi game rất là thật luôn. Ok, và đã test xong một trận. Và bây giờ mình sẽ test qua một cái Survival Hero nhá. Game Survival Hero của game Mota. À anh em à, bây giờ thời lượng video cũng đã khá là dài rồi, vậy nên mình sẽ bỏ qua nhá. Và nếu anh em có nhu cầu thì mình có thể test thêm cho anh em xem về một vài con game khác. Và đây mình đã tải tích hợp sẵn con game và mình sẽ cài cho anh em nếu anh em có đặt hàng và nhu cầu chơi game nhá. Ngoài ra thì xem video với các thứ rất là tuyệt vời luôn. Ok và goodbye, tạm biệt anh em nhá. Chúc anh em một ngày tốt này. Nhớ khi mà mua điện thoại bên mình thì anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của bên mình, là số điện thoại mình đang gắn trên màn hình đấy. Và ngoài ra thì có thể truy cập vào đường link của didongworld.com. Đây là cái trang web của bên mình nhá. Ok anh em, và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye anh em. Bye bye.